vị chư thiên ở trên mặt đất thì các vị chư thiên trên mặt đất thì sẽ có mới là những có rất là nhiều đối tượng khác nhau. Đối tượng các vị chư thiên trên mặt đất có các vị gọi là chư thiên thiện thần, ví dụ như là những vị sống ở trên cây, có những vị sống trên mặt đất, những vị sống có vị có những cái lâu đài hóa hiện một cách tự nhiên, bằng pha lê hay là bằng vàng bạc châu báu. Còn cũng có những vị chư thiên cái phước ít, không có những cái lâu đài đấy, mà các vị đấy phải cư trú ở trong nhà dân hoặc là trên đất, trên núi, trên cây, để tùy theo cái phước của mỗi vị khác nhau. Có những vị thì cũng có hào quang ánh sáng, nhưng mà cũng có những vị thì không có hào quang ánh sáng khác nhau. Để có những vị chư thiên ở trên mặt đất thì sinh ra do sự hóa sinh, là do cái sự hóa sinh, tự hóa sinh. Nhưng mà cũng có những vị mà thai sinh, tức là có những vị chư thiên ở trên mặt đất này cũng có cái đời sống rất là giống giống con người, cũng có nam nữ kết hôn với nhau, xong là cũng mang thai, cũng sinh ra các vị chư thiên. Đấy. Thì các vị chư thiên ở trên mặt đất này thì cũng có những cái loài thì có thân hình là giống như loài người, có những loài là thân hình giống như là các loài long vương, cho nên là các vị như là các loài rồng, rồng Naga cũng là chư thiên trên mặt đất, thuộc tứ đại thiên vương, hay là các cái chim sĩ điểu, sĩ điểu vương mà hay bắt rồng để ăn thịt đấy cũng là các vị chư thiên. Rồi cũng có các vị chư thiên ở trên mặt đất này làm những cái nhiệm vụ như là cai quản dưới địa ngục, trở thành các vị diêm vương hay là chúa ngục, đầu trâu mặt ngựa, hay là có những cái vị dạ xoa chuyên đi bắt những cái người có tội lớn thì đi xuống để cho diêm vương xử phạt. Thì đó là những cái vị dạ xoa, hay là những cái các cái vị quỷ thần. Những vị chư thiên trên mặt đất thì nhiều lắm, đa dạng, và các vị cũng có những cái thần thông lực, cũng có những cái oai lực khác nhau, có cao có thấp. Có những cái vị thì hướng thiện, chỉ ăn chay mà không ăn thịt, nhưng mà cũng có những cái vị chỉ thích ăn thịt mà không ăn chay. Có những cái vị chư thiên đấy thì chuyên xuống dưới địa ngục bắt những chúng sinh ở dưới địa ngục làm thức ăn, giống như là con người mình cứ đi bắt những cái loài súc vật làm thức ăn ấy. Các vị chư thiên đôi khi cũng đi bắt những cái chúng sinh khác ấy, làm cái thức ăn, ăn thịt, hoặc là đôi khi các vị đấy hiện ra thành những cái con sài lang, những cái con diều hâu để đi vào các địa ngục để ăn thịt những chúng sinh trong đó. Thì đấy là các vị chư thiên ở trên mặt đất sẽ nó đa dạng phong phú và không thể nào mà nói hết trong một thời được ấy. Còn có những vị chư thiên thì chỉ dùng các cái thiên thực, tức là các cái thức ăn trên chư thiên. Trên chư thiên ấy cũng có những cái vườn cây, có những cái cây cối, các vị đấy cũng cũng có những cái trái cây, có những cái cam lộ, và các vị đấy cũng ăn những cái thức ăn đó. Có những cái vị chư thiên thì biến hóa ra những cái thức ăn để họ dùng, có những cái vị chư thiên thì sẽ hóa hiện ra được những cái mình mong muốn, nhưng cũng có vị thì không hóa hiện ra được. Nói chung là chư thiên ở trên mặt đất là tầng chư thiên thấp nhất trong các hàng chư thiên, cho nên là có những cái phước, các cái vị có cái phước lớn, có những vị có cái phước rất là thấp, khác nhau. Nhưng mà nói chung là cái tuổi thọ của các vị đấy thì cao hơn mọi người, như là các vị ấy thường thường là thọ 1.000 thiên tuổi thì cũng bằng khoảng 9 triệu năm ở cõi nhân gian. Năm một ngày một đêm của các vị ấy cũng bằng 50 năm ở cõi nhân gian này. Thì đấy là có những cái sự khác biệt như vậy.